Dạ anh Thép Phong anh. Ừ. Anh chào, chào anh. Chào anh. Dạ em xem anh ở trong TV quá trời nhiều luôn và nay mới có cơ hội gặp ở ngoài đời. Vậy là em cũng hay coi kênh anh hả? Dạ đúng rồi, em hay coi lắm á. Kênh anh làm từ thiện á, em cũng làm từ thiện nè, nên em muốn coi để học hỏi thêm với gì biết thêm nhiều cái hoàn cảnh khó khăn á anh. Vậy là em là quê Ninh Thuận luôn hay sao? Dạ em ở Phan Rang. À Phan Rang. Em làm từ thiện hả? Dạ. Là cái công việc chính em làm gì? Dạ nói đúng ra thì nhà em cũng có chút điều kiện á, nên có trang trại nấm, bây giờ em đang quản lý trang trại nấm cho gia đình á. Có nhiều thời gian rảnh để làm thêm việc thiện nguyện á anh. Rồi. Ghê vậy, dạ. Có trang trại nấm luôn. Dạ đúng rồi. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 24 tuổi. 24, vậy là sinh năm 99. Dạ đúng rồi. Tuổi con mèo đúng không? Dạ. Vậy là anh cũng có đứa em gái tuổi con mèo giống em. Dạ, em có theo dõi mà, em biết. Anh sinh năm 95. Dạ, tuổi con heo. Tuổi hợi á. Dạ. Hợp 99 hợp á. Anh mai mốt á, anh có đi làm việc thiện nè, có gặp khó khăn hay cái cần ai giúp đỡ cho em xin thêm một chân nha, em giúp chút chút. Anh không dám hứa nhưng mà để anh xem. Dạ em xem cái gì nữa. Em kết bạn Zalo anh đây, bữa nào có hoàn cảnh này anh gửi cho em, cho em yên tâm đi. Dạ dạ xem em, nữa làm luôn. Dạ em kết bạn Zalo nha, có gì anh alo gì nha. Anh alo em. Cảm ơn em. Có gì em cảm ơn nhiều nha. Em xin phép em về trước. Ừ, anh cảm ơn em nhiều nha. Tí sổ chậm. Gì mày? Hợp á. Hợp gì? Tam hợp. Tam hợp. Mão. Tam hợp. Mão với mùi hợi là hợp. Tuổi tao với lại Linh hợp nhau á. Hợp anh mày. À ý là mày nói là hợi mẹo mùi á. Sinh năm 99 với 95 hợp á. Trời ơi trời, sao mày lanh quá mình à. Mày bớt bớt lại giùm tao Minh nè. Mới gặp lần đầu chút tước chút tước à. Sao mày hay vậy quá, giờ có thêm một người giúp nữa thì đỡ khổ cho bà con mình chứ có gì đâu đúng không? Phải không á, hay là mày thích nó rồi? Thích đâu mà thích. Thôi tao đi về đây, nhà có việc rồi, có gì bữa khác gặp đi nha. Mới ấy mưa tầm tã luôn. Minh mày nhanh đi mà Minh. Trời ơi ông lâu, bữa nay ông yếu vậy trời. Có nặng không anh? Đi đất mà chạy luôn. Nặng không anh? Này, nghe nào nó dép mà nặng cái gì. Yeah. May ghê. Trời quang mây tạnh. Chung rồi đổ lỗi hết cho em. Đẹp nghe chưa? Trời ơi trời, anh không hiểu sao mà tự nhiên mới bữa đầu dắt Linh đi mưa quá trời mưa luôn à. Mưa nãy giờ cả tiếng đồng hồ giờ mới hết luôn á. Anh cứ nói quá. Không biết sao luôn á, anh không biết cái điềm gì luôn á Linh à. Dạ con chào ông. Dạ. Ông bao nhiêu tuổi rồi ông? 65 tuổi rồi. 65 hả? Dạ. Vợ ông đâu rồi? Vợ trên núi. Vợ trên núi hả? Trời ơi em coi nhà ông nè. Thảm ghê luôn á trời, gần rớt cái nhà ra luôn. Ủa con ông đi đâu hết rồi? Con đi làm rồi. Dạ con đi làm hả? Ừ. Nhà ông có cái nào cái thiết bị thắp sáng không, có điện không? Đây không có. Không có hả? Ừ. Minh. Đấy. Tặng cho ông. Đúng. Cái. Tặng cho ông. Đúng. Cái để cái đêm rồi cho sáng sủa rồi chứ. Mấy cái này. Thôi được rồi. Ơ em được. Em cái được. Này của anh. Em mà đụng vô lát nữa mưa nữa bây giờ á. Ba đụng vô này anh làm hoài mà. Thôi để em làm cho. Em đi. Thôi được được rồi, em có việc em cầm cái đèn này. Đi theo mà ông cho em làm. Em chỉ việc đi theo là có mặt là được rồi. Linh à, Linh em đừng có đụng vô giùm anh Linh à. Em mà đụng vô lát bảo luôn á Linh à.
Nãy là mưa rồi bây giờ bão luôn. Cái này mình để lên trên máy đây cho ông. Ờ đúng rồi, để lên máy bắt cho ông luôn. Đây cái đèn này hoành tráng không? Cái đèn này sáng dữ lắm ông ơi. Dạ. Dạ, đèn này sáng dữ lắm. Cái không cần đâu em, cái đó không cần đâu. Báo nghe. Sao mà em báo với Linh? Sao? Đây gắn vô chồng. Bữa nay mình đặt tên là Linh Báo. Máu đi mà báo quá. Mưa tùm lum tùm la. Đi ngày đầu tiên là đã mưa rồi mà. Mai đổi tên cho em thành cô tin mưa cũng được. Ông đợi tụi con xíu nha. Dạ. Rồi, đây. Từ từ dẫn cái này cho cái. Ông coi nè, sáng nè. 2, 3. Rồi. Đó, ông. Quá đẳng cấp luôn không ông? Sáng lắm. Cái đêm là đèn này nó sáng dữ lắm. Để con bỏ vô nhà cho ông nha. Dạ. Này đút vô cái chỗ này luôn đi con. Rồi. Đấy. Con mới bắt xong cho ông rồi á. Dạ. Tối nay là nó tự sáng cho nhà ông sáng luôn nha. Dạ cảm ơn con nha. Dạ cảm ơn ông, chúc ông sức khỏe nha. Dạ, dạ con xin phép ông nha. Dạ con chào. Dạ con chào ông nha. Con nha. Dạ. Dạ con chào. Dạ tụi con về nha ông nha. Dạ. Dạ bye bye ông. Cảm ơn nha. Dạ. Em có hay đi núi không Linh? Dạ ít lắm. Nói chung là đây là lần khám phá mà em thấy là thú vị nhất luôn á, cảnh đẹp ghê. Ừ. Anh với Minh thì ngày nào chả đi. Không, Minh là ngày nào đóng vác ra thấy không? Anh đâu có vác đâu. May mốt vậy là em có cơ hội đi nhiều chỗ đẹp. Sao vậy? Đi ấy, gần tới rồi. Anh đáng lý ra là anh làm nhưng mà anh thấy em đi hoài em chưa làm, anh cho em làm thử á. Cho trải nghiệm. Được không em? Được không? Nói anh vô anh làm cho. Ui, cũng sáng luôn nọ. Hay. Đó. Chỗ dưới trời. Hay quá. Đúng. Ôi, trời, đỉnh. Hay á. Bây giờ mới bắt xong hết trời. Đó, cái bên này đi thấy sao? Mệt không? Em thấy bây giờ còn nhiều nhà quá à, mà mình không có đủ kinh phí á, thì giờ sao anh? Hôm ấy mình kêu gọi Mạnh Thường Quân ủng hộ thêm để mình có thêm kinh phí để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn anh. Ừ thì biết là vậy rồi, nhưng mà đã rất là lâu rồi anh không có kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Bây giờ mình kêu gọi thì thấy kỳ quá. Vậy coi như họ không có đủ duyên với mình rồi. Tiếc thiệt. Thôi về đi anh.
Dạ, em cảm ơn anh Sâm nhiều nha. Chúc anh Sâm nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, anh Sâm cứ yên tâm đi. Dạ, 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 em nhận được rồi anh Sâm ơi. Dạ, em sẽ cố gắng làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh sức khỏe nha. Dạ, dạ, dạ. Em ghi lại cho anh. Anh Sâm mới ủng hộ cho mình được 500 triệu. Anh Sâm ở Mỹ, 500 triệu. Dạ, dạ, con nhận được tiền rồi chú à. Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Chúc đại gia đình chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, 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 con cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, con mới nhận được sáng nay. Dạ, cô tên Cúc đúng không cô? Dạ, con nhận được tiền rồi cô à. Con cảm ơn cô nhiều nhiều nha. Dạ, con chúc chú sức khỏe nha. Em ghi lên cô Cúc ở Bình Dương. Cô Cúc ở Bình Dương, 20 triệu. Dạ cô Liên ơi, con nhận được tiền rồi cô Liên ơi. Con cảm ơn cô nhiều nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Em ơi, em ghi là cho anh là cô Liên ở Thụy Sĩ ủng hộ cho 10 triệu. Nãy giờ là được 3 tỷ đó anh. 3 tỷ? Nhiều. Nhiều dữ. Mà có chắc là ổn không anh? Em đừng có lo, không sao đâu. Tại em cũng thấy lo. Lần này số tiền lớn quá mà em đi với bạn đó nữa. Thì bây giờ còn cách nào hơn đâu em. Từ đây di chuyển lên đó mất tới 8 tiếng. Mà tem mình thì không ai biết lái xe hết. Thì có bé Linh, nó biết lái xe, nó lái nó phụ anh cũng được. Thay qua thay lại cũng đỡ mệt. Em đừng có lo. Vậy em đi theo anh nha. Thôi em ở nhà đi. Bầu bì mà đi theo. Với lại giờ xe anh còn không có đủ chỗ để chở anh em đi nữa. Anh em phải mai phải lấy xe máy đi lên sâu nữa. Em ở nhà đi đừng có lo nha. Mai anh về. Thôi để anh gọi Bích Linh cái. Alo Linh đúng không? Anh huy động tiền xong rồi em. Vậy tối nay anh với em đi luôn nha. Ừ. Vậy tối anh ghé anh chở em. Em ở nhà nha. Anh đi 2 ngày anh về. Ba đi nhan sắc nha. Ba đi 2 ngày về nha. Ở nhà nha. Không biết rồi. Trời ơi đã quá. Cái gì em? Dạ hình như có ai chặn đầu xe mình đó anh. Thôi giờ này mà ai cho chặn đầu xe mình? Giờ sao anh? Em ngồi đây ơi. Em ngồi đây em cầm. Anh xuống anh coi thử coi. Cẩn thận nha anh.
Ê, qua đây thì đóng chút phí chứ mày. Đường này đường của mày à? Đúng, đường này đường của tao. Được rồi, tao còn 10 triệu, tụi mày cầm luôn đi. Không, 10 triệu này đâu đủ được tiền tụi tao đổ xăng đâu. Nhìn những xe mày cũng có nhiều đồ á, để anh em tao lên kiểm tra, mày đứng im đó. Hai đứa mày đứng im đó. Mày đứng yên đó cho tao. Lên lấy vỏ cho anh. Tụi mày đứng yên đó. Giết đây đập chết mẹ đi cho tao. Đưa đây em cầm cho. Chắc chắc đua được xa rồi đó. Rồi em cố gắng lên, để nó rượt theo kịp. Đi đi lẹ đi anh. Dạ, chào anh. Dạ. Cái gì? Cho anh hỏi phải ở đây chạy nấm không anh? Đúng, chạy nấm. Dạ. Sao? Dạ. Mày kiếm Linh đúng không? Dạ, dạ đúng rồi anh. Rồi, tao nhìn cái bộ đẹp trai mà cái mặt giáo giác như mày là mày kiếm Linh. Dạ. Rồi. Ở đây không có con nào con Linh hết á. Dạ là sao? Tại em nghe nói Linh có nhà có trại nấm đây. Đúng rồi, đây là trại nấm. Nhưng dạ, mà chủ trại nấm này có 35 tuổi thơ. Tao nghe đâu con Linh nó hai mấy tuổi rồi phải không? Dạ, dạ, không ha, không có đẻ được ra nó đâu. Mới 35 tuổi sao đẻ được 25 tuổi mà thằng nào cũng đi kiếm hết á. Nhiều thằng như mày rồi. Đó. Ý là sao anh, ở đây không có ai? Không có đứa nào tin Linh hết á. À, dạ. Hình như tụi mày bị lừa rồi á. Đứa nào cũng tới đây kiếm Linh tao cũng không hiểu làm sao luôn á. Tao cũng không biết con Linh là đứa nào luôn. Dạ tại em cũng quen nghe nói Linh có trại nấm đây nên em tới. Ừ, thì trại nấm này là đúng rồi đó. Nhưng dạ, mà không có con Linh nào đâu nha em. Dạ, dạ. Ừ. Dạ vậy thôi em xin phép anh. Cảm ơn anh. Dạ. Chờ anh. Ừ, đi kiếm con khác đi em. Dạ. Ừ. Mình ơi, cứu tao Mình ơi. Em mệt quá. Nghỉ chút đi anh. À, đi hết nổi. Sao đây nguy hiểm quá vậy anh? Anh có biết đâu, hồi giờ anh đâu, anh đi đường này hoài, đâu có chuyện này xảy ra đâu. Nó tới rồi Linh ơi, đi em ơi.
Lẹ đi em, đừng có nghỉ, nó đuổi theo bây giờ. Em mệt quá thôi. Chắc mình cách biệt xa rồi đó. Nghỉ chút với anh á. Nghỉ chút với em. Đợi thằng bạn anh nó lên. Anh, em đi vệ sinh cái nha. Em đi gần gần đây thôi nha. Cẩn thận á. Em biết rồi. Alo. Mẹ tụi mày, nuôi tụi mày tốn cơm tốn gạo của tao, giờ này chưa thấy mặt đứa nào. Tới cái vị trí tao gửi nha, lên nghe chưa? Mệt, anh ổn không? Bụng đỡ rồi, thôi đi Linh. Nhưng mà em thấy đau bụng quá anh ơi. Cố gắng nghe em ơi. Mắt cá chân của em á, hình như bị chật rồi hay sao á, nhức quá à. Ở đây lâu không tốt đâu Linh ơi, cố gắng. Không mấy mình nghỉ thêm chút nữa đâu không anh? Cố gắng lên ơi. Không mấy nghỉ lại chút đi anh, một chút nữa thôi anh. Chứ giờ chân em đau quá rồi. Mày lo chỗ này cho tao.
Ủa sao không anh? Sao vậy? Đứng lên coi. Trời ơi, anh sao vậy? Chạy kiểu gì à? Anh say không? Chó cắn mà chạy kiểu gì à? Thôi anh đứng lên, em xin lỗi. Tại vì em gấp quá. Đứng lên. Ôi, nó chạy mất. Trời ơi, vô đây. Ây da. Từ từ anh ơi, từ từ. Dẫn tiếp lên ơi. Vô đây. Trời ơi, say xong ở nhà ngủ đi, còn đi ra đường nữa. Đang chạy về mà. Xe hỏi chạy mà đạn đâu em ơi. Xe hỏi chạy mà đạn đâu.